Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ tư ngày 25 tháng 9 năm 2019 có những nội dung chính như sau. Quảng Bình xây dựng nâng cấp 20 dự án cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá. Ghi nhận từ phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu. Thưa quý vị và các bạn, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp thực hiện có hiệu quả của các ngành đơn vị địa phương, nên tình hình kinh tế xã hội của huyện Quảng Trạch trong 9 tháng đầu năm vẫn có bước phát triển khá. Tổng giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm của huyện Quảng Trạch ước đạt 5.900 tỷ đồng, thu ngân sách gần 119 tỷ đồng, đạt gần 115% dự toán tỉnh giao. Sản lượng lương thực đạt trên 35,2 ngàn tấn. Tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi đã được triển khai ngăn chặn kịp thời, nên đàn gia súc gia cầm từng bước phát triển ổn định trở lại. Để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ của quý 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch yêu cầu các ban ngành, đơn vị địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng, rà soát lại các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác nội chính đã đề ra trong năm 2019. Tích cực triển khai sản xuất các loài cây trồng vụ đông xuân, triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Quảng Hưng, công tác dồn điền đổi thửa tại hai xã Quảng Thanh và Quảng Kim để hoàn thành vào cuối năm nay. Vừa qua tại thành phố Vinh, quân khu 4 đã tổ chức hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi cùng 1 năm 2019. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu dự chỉ đạo hội thi. Tham gia hội thi là những đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở thuộc Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Trường Cao đẳng nghề số 23, Trường Cao đẳng nghề số 4. Hội thi nhằm nâng cao trình độ, nhận thức cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở các đơn vị, doanh nghiệp về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nắm vững chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quân đội và các quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đồng thời bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ công đoàn cơ sở về lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp và trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn, giúp cán bộ công đoàn cơ sở vận dụng vào hoạt động tại đơn vị, doanh nghiệp, phát huy tốt vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba cho các đồng chí đạt thành tích cao trong hội thi. Tại huyện Minh Hóa, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông và Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông mở lớp bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin chuyên sâu cho 40 cán bộ công chức cấp xã của hai huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa. Theo đó, chương trình bồi dưỡng do Sở Thông tin và Truyền thông biên soạn dựa trên tài liệu của Bộ Nội vụ ban hành kèm theo quyết định số 2307 ngày 4 tháng 10 năm 2018 gồm những kiến thức về định dạng nâng cao trong Microsoft Office 2010, Microsoft Excel 2010, kiến thức cơ bản về bằng tính, thiết kế nội dung và hình thức bài trình bày hiệu quả trong Microsoft PowerPoint 2010. Thông qua các kiến thức được trang bị tại lớp bồi dưỡng sẽ giúp cho cán bộ công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu về sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trong giai đoạn hiện nay, đồng thời góp phần tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động chuyên môn của các xã, thị trấn, nâng cao chỉ số về cải cách hành chính công trên địa bàn huyện Minh Hóa và huyện Tuyên Hóa trong thời gian tới. Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa phối hợp với Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn VinGroup tổ chức khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình nhà lớp học và nhà nội trú tại xã Cao Quảng và xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa. Công trình gồm nhà lớp học 4 phòng 2 tầng trường mầm non Lâm Hóa, nhà lớp học 4 phòng 2 tầng trường mầm non Cao Quảng và 10 phòng nội trú trường trung học cơ sở Cao Quảng. Cả công trình được khởi công xây dựng từ giữa tháng 6 năm 2018 với tổng kinh phí 8,8 tỷ đồng, trong đó Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn VinGroup tài trợ 6 tỷ đồng, số tiền còn lại do nguồn vốn ngân sách của huyện Tuyên Hóa hỗ trợ. Công trình được thiết kế xây dựng theo hướng hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh ở các trường vùng sâu vùng xa được học tập trong một môi trường tốt hơn. Tiếp theo là những thông tin đáng quan tâm khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa giao kế hoạch đầu tư 20 dự án xây dựng nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá từ nguồn tiền bồi thường của công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh với tổng số tiền 355 tỷ đồng cho các sở ngành địa phương thực hiện. Trong đó, dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp bến cá chợ gồ có số tiền đầu tư nhiều nhất là 59 tỷ đồng. Các dự án khác có số tiền đầu tư từ 5 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng. Căn cứ kế hoạch vốn được giao, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư, lập trình phê duyệt dự án theo đúng quy định của luật xây dựng và các nghị định hướng dẫn, triển khai thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo nguồn vốn sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, thực hiện đúng theo nguồn vốn được giao, không để xảy ra nợ đồng xây dựng cơ bản. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, cả năm, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn gửi về Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư từ nguồn tiền bồi thường của công ty trách nhiệm hữu hạn Căng thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến nông, nên những tháng đầu năm 2019, giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện Bổ Trạch đạt hơn 677 tỷ đồng. Từ đầu năm 2019 đến nay, sản xuất công nghiệp của huyện Bổ Trạch duy trì mức tăng trưởng khá. Hầu hết các cơ sở sản xuất trên địa bàn đều phát triển và từng bước mở rộng quy mô. Các ngành sản xuất chủ lực của huyện như chế biến thực phẩm, sản xuất đồ gỗ, gạch, ngói tiếp tục hoạt động hiệu quả. Các làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp có bước cải tiến về kỹ thuật, đa dạng về ngành nghề, đáp ứng yêu cầu thị trường, giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho nhiều lao động ở nông thôn. 8 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện Bổ Trạch đạt trên 677 tỷ đồng, bằng 68% kế hoạch. Thưa quý vị và các bạn, Hội Cựu chiến binh huyện Tuyên Hóa hiện có hơn 5.100 hội viên sinh hoạt ở 135 chi hội. Thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, thời gian qua cả cấp hội cựu chiến binh, các hội viên đã nỗ lực gương mẫu đi đầu trên cả lĩnh vực, góp phần xây dựng quê hương trong thời kỳ mới. Năm 2017, xã Văn Hóa huyện Tuyên Hóa về đích nông thôn mới. Để có được kết quả ấy, phải kể đến sự nỗ lực đồng lòng của chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân. Trong đó có vai trò quan trọng của các hội viên cựu chiến binh. Trong cái đợt vận động xây dựng nông thôn mới, và đây là nông thôn lâm điểm, cho nên là tất cả các hội viên cựu chiến binh luôn luôn là thi đua và vận động con cháu, con em của gia đình vừa hiến đất hiến tài sản, nhưng đồng thời là cố gắng hết mức vận động giữ vệ sinh môi trường, rồi trồng cây, chăm bón cây và bảo vệ sạch làng ngõ xóm. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, chi hội cựu chiến binh thôn Phúc Từ, xã Văn Hóa đảm nhận đoàn đương tự quản ở khu vực nhà văn hóa thôn. Định kỳ mỗi tháng 2 lần, các hội viên sẽ tập trung để làm vệ sinh đoàn đương tự quản. Là một trong những chi hội có nhiều hội viên cao tuổi, nhưng những buổi sinh hoạt như thế này, phần lớn các hội viên đều tham gia đầy đủ và rất nhiệt tình. Không chỉ các cựu chiến binh ở thôn Phúc Từ, xã Văn Hóa, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhiều gia đình cựu chiến binh khác trên địa bàn huyện Tiên Hòa đã gương mẫu, đóng góp hơn 4.700 ngày công, hiện 173.000 m2 đất, hơn 712 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn, canh mương thủy lợi, xây dựng nhà văn hóa thôn, trường học. Gương mẫu trong xây dựng nông thôn mới, các cựu chiến binh còn nỗ lực giúp nhau làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, phong trào cựu chiến binh thi đua phát triển kinh tế còn khơi dậy được tình cảm đồng chí, đồng đội, đoàn kết, tương thân tương ái, cùng giúp nhau vươn lên trong cuộc sống. Điển hình như tổ hợp tác nuôi ong Lễ Mật, xã Tiền Hòa, huyện Tuyên Hóa. Tổ hợp tác gồm 30 hội viên, trong đó có đến 60% hội viên là cựu chiến binh và các cựu chiến binh đều là thành viên của ban quản lý. Bản thân mình là cùng người lính, cho nên vận động nhiều người là cùng làm, cùng tham gia để họ cùng là có những xóa đói giảm nghèo, và có nhiều người nuôi ong thì sản phẩm mới được tiêu thụ mà có được, chứ một người thì một là ít, thứ hai là cũng ai đến đấy mà mua mặt của mình, cho nên là không thể là thành lập được cái thương hiệu. Với 30 tổ viên, tổ hợp tác hiện có trên 500 đàn ong, thu hoạch khoảng 500 lít, tương đương gần 1 tấn mật mỗi năm. Đầu ra cho sản phẩm luôn ổn định, thu nhập của tổ hợp tác mỗi năm hơn 1,5 tỷ đồng. Từ mô hình nuôi ong Lễ Mật, nhiều hội viên đã có thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống. Và quan trọng hơn hết, các cựu chiến binh đã phát huy được tinh thần đoàn kết, cùng hỗ trợ nhau làm kinh tế để thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Mà để thực hiện cái phong trào xây cựu chiến binh gương mẫu này nữa là phải làm thế nào để nâng cao cái chất lượng cuộc sống của cựu chiến binh, của hội viên cựu chiến binh. Trong đó làm thế nào để là giảm cái hộ nghèo xuống cái mức tối thiểu từ 10% năm nay thì cho đến năm 2024 thì xác định là phải giảm từ 4 đến 5%. Mục đích là để góp phần cùng đảng bộ là giữ vững ổn định chính trị ở địa phương, tham gia tốt các cái nội dung mà năm 2020 cái nhiệm vụ chính trị đó là tập trung để làm thế nào lãnh đạo hội viên và nhân dân là tham gia hưởng ứng các cái nội dung, các cái phong trào phát động để chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Thì với cái tinh thần đó thì cựu chiến binh sẽ là cái người là cái chỗ dựa tin cậy cho cấp ủy chính quyền và nhân dân thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị của mình. Có thể nói trong 5 năm qua, phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu của Hội Cựu chiến binh huyện Tuyên Hòa đã tạo được động lực to lớn, cổ vũ động viên cán bộ hội viên nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ được giao. Chất lượng hoạt động của hội được nâng lên, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế văn hóa xã hội của địa phương phát triển. Hy vọng với những giải pháp cụ thể sẽ được Hội Cựu chiến binh huyện Tuyên Hóa triển khai, phong trào cựu chiến binh gương mẫu sẽ thực sự mang lại những hiệu quả thiết thực trong các giai đoạn tiếp theo. Nhằm giúp thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Quảng Bình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi Thế hệ trẻ Quảng Bình tìm hiểu về di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, qua đó giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng đoàn kết, phấn đấu, chung sức xây dựng quê hương Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Đối tượng dự thi là cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên của quê hương Quảng Bình trên mọi miền Tổ quốc. Thể lệ và câu hỏi cuộc thi được đăng tải trên website tinhdoan.quangbinh.gov.vn hoặc website của Sở Giáo dục và Đào tạo có địa chỉ sgddt.quangbinh.gov.vn. Bài dự thi xin gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn số 1B Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hới, tỉnh Quảng Bình. Thời hạn nhận bài dự thi từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2019. Dự báo thời tiết Quảng Bình trong chiều ngày 25 tháng 9 năm 2019. Khu vực thị trấn Đồng Lê trời nhiều mây, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đề phòng có gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm từ 79 đến 98%. Khu vực thị trấn Quy Đạt trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, chiều giảm mây hưởng nắng, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm từ 79 đến 98%. Khu vực thị xã Ba Đồn trời nhiều mây, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đề phòng có gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm từ 73 đến 90%. Khu vực Phong Nha trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, chiều giảm mây hưởng nắng, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm từ 79 đến 98%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão trời nhiều mây, chiều giảm mây hưởng nắng, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm từ 73 đến 90%. Khu vực thành phố Đông Hới trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, chiều giảm mây hưởng nắng, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm từ 70 đến 87%. Khu vực thị trấn Quảng Thảo trời nhiều mây, chiều giảm mây hưởng nắng, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm từ 72 đến 87%. Khu vực thị trấn Kiển Giang trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, chiều giảm mây hưởng nắng, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm từ 74 đến 88%. Vùng biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, biển bình thường, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m.